các bạn dùng điện thoại iPhone, đã bao giờ các bạn tự kiểm tra xem cái dung lượng pin thực tế của các bạn còn bao nhiêu phần trăm hay không, hoặc là các bạn đã sạc bao nhiêu lần để các bạn có thể chủ động xem pin của các bạn bị chai thì các bạn có thể chủ động thay pin để dùng tốt hơn trong quá trình sử dụng. Vậy thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn xem cái dung lượng pin thực tế còn lại của điện thoại iPhone của các bạn nhé. Bạn nào chưa biết thì các bạn có thể theo dõi trong video này của mình nhé. Rồi thì để mà xem được cái phần dung lượng thực tế trên điện thoại, pin điện thoại của các bạn còn bao nhiêu phần trăm, hoặc là sạc bao nhiêu lần, rồi rất nhiều những cái thông tin nữa, thì các bạn cần cho mình một cái phím tắt nhé. Thì đầu tiên các bạn hãy vào cho mình trình duyệt Safari của các bạn nhé. Rồi các bạn hãy gõ cho mình cái phần trên cái phần tìm kiếm, đó là các bạn chọn cho mình là cụm từ là phím tắt .vn nhé. Đấy, chấm này, vn. Ok, .vn. Các bạn chọn đi này. Và sau khi các bạn chọn ấy thì nó sẽ hiển thị cho các bạn đến cái phần là trang phím tắt, và các bạn sẽ kéo xuống cho mình một chút này. Đấy. Các bạn đến cái mục là top phím tắt nhé. Ở phía dưới phần top phím tắt có cái phần là xem tuổi thọ pin iPhone. Đây, các bạn nhìn thấy chưa? Xem tuổi thọ pin iPhone. Thì các bạn chọn vào mục là xem tuổi thọ pin iPhone thì các bạn sẽ click vào. Sau khi các bạn chọn vào thì các bạn sẽ kéo xuống phía dưới này. Đó, có cái phần là nhận phím tắt nhé. Các bạn sẽ chọn vào là nhận phím tắt ở đây. Ok, các bạn chọn tiếp tục là nhận phím tắt này. Và các bạn đợi khoảng 5 giây, 6 giây gì đấy. Đây, các bạn nhìn nó đang đếm ngược này. Khi nó hiện đếm xong ấy thì các bạn sẽ nhìn thấy cái phần là nhận phím tắt. Các bạn chọn là sẵn sàng ở đây nhé. Ok, và các bạn chọn cho mình là mục mở. Và ngay lập tức nó sẽ đưa cho các bạn đến cái phần là giao diện, đưa vào trong cái phần phím tắt. Đây là tuổi thọ pin. Thì các bạn chọn cho mình vào mục là thêm phím tắt nhé. Các bạn cộng vào mục thêm phím tắt này. Đó. Vậy, rồi. Khi các bạn chọn thêm phím tắt xong thì cái phím tắt đó nó sẽ hiển thị ở trong cái phần là phím tắt ở trên ứng dụng phím tắt của các bạn. À, mình lưu ý một chút nhé, những bạn nào mà đang dùng điện thoại, những cái điện thoại nào hoặc là những cái phiên bản iOS nào nó chưa có cái phần là phím tắt ở đây, những ứng dụng phím tắt, thì các bạn lên kho ứng dụng App Store, các bạn tải về cho mình cái ứng dụng phím tắt đó nhé. Rồi, sau khi các bạn thêm cái phần phím tắt từ trang Safari thì bước tiếp theo các bạn hãy vào cho mình mục cài đặt của máy nhé, cài đặt chung của máy. Trong đó các bạn tìm đến cho mình cái mục là quyền riêng tư và bảo mật. Đấy, các bạn kéo xuống cho mình đến cái phần là phân tích và cải tiến. Rồi, các bạn hãy bật cái phần là chia sẻ phân tích iPhone lên. Thì cái phần này ấy, thì để mà xem chính xác được cái phần là dữ liệu dung lượng thực tế của pin ấy, thì các bạn hãy chọn bật cho mình trong khoảng trước khoảng 2 đến 3 ngày nhé. Sau đó thì các bạn mới thực hiện cái phần hướng dẫn này của mình. Rồi, sau khi các bạn nào đã bật khoảng 2 đến 3 ngày rồi, các bạn chọn cho mình vào cái phần là dữ liệu phân tích ở đây. Trong cái mục là Analytics này, các bạn sẽ chọn cho mình cái ngày sớm nhất nhé. Đấy, tức là ngày hôm nay này, của mình chọn là ngày 12 này. Rồi các bạn sẽ chọn cho mình là nút chia sẻ nhé. Rồi các bạn kéo xuống cho mình tuổi thọ pin, các bạn chọn mục là tuổi thọ pin này. Rồi và các bạn đợi cái phần phím tắt, nó tính toán cái phần là dung lượng của pin thôi. Rồi thông tin của bạn này, dung lượng pin thiết kế này 202716 này, và dung lượng thực tế pin là 2177 này, và sức khỏe là 80,15%, và chu kỳ sạc là 673 lần. Rồi, cái này thì các bạn có thể tham khảo và các bạn căn để thời gian xem cái pin của các bạn nó còn được bao nhiêu phần trăm để các bạn có thể chủ động trong quá trình sử dụng nhá. Chúc các bạn thành công. Một cách rất là đơn giản thôi, nhưng mình cũng vừa giúp cho các bạn có thể xem được cái phần dung lượng thực tế của pin iPhone của các bạn còn lại ở trên điện thoại iPhone để các bạn có thể chủ động trong quá trình sử dụng nhé. Và đừng quên, nếu các bạn thấy video hay thì các bạn nhớ để lại cho mình một like, và những bạn nào lần đầu tiên cái kênh của mình ủng hộ mình thêm bằng cách các bạn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cái video tiếp theo của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video gần nhất của mình.